Cái lồn gì vậy? Địt con. Cái này đẹp thế. One shot, one kill. What the fuck, man? Don't do it. What the freak, man? Hồi đó là cầu Việt Nam à? Tại sao Việt Nam đi khủng bố vậy? That's impossible. Nó vẫn cố thì phải gỡ bom đấy. Địt con mẹ. Địt con mẹ. Mình làm phải đoán nước đi của chúng nó nha các bạn. Sao là anh rất thích như vậy. Oh my god. Địt mẹ nghe lời anh rất hút chí phải. Mẹ rất hút.